Như chúng tôi đã nói thì trong buổi chiều hôm nay đó, nhân vào cái ngày 7 tháng 5 năm Giáp Thìn, ở đây đó có anh em chúng tôi Phật giáo Hòa Lão ở vùng bằng sông Cửu Long, nhất là được cũng chiêm nhập cái chuyện mình ở cái nơi cuối cùng của đất Việt Nam, tức là ở cái vùng Cà Mau Bắc Mũi, ở vùng Bình Châu coi. Nhưng quý vị mình có đầy đủ kim loại cũng giống như thầy, tức là kẻ tôi từ dân chặt đến con người láng giềng trong năm nay. Mặc dù ở xa, đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì cô bác chúng ta cũng có đủ điều kiện thì mình trở về với quê cha đất tổ. Đây là cái tổ tình, tức là hòa thôn tạo cảnh của chi ta, tạm giác nhân sanh khỏi ái hà, mượn sát mượn danh không sát rẻ, chờ thời kiên định của chúng ta. Nhân sự tuần sự đó, cô bác chúng ta trở về đây để chiêm ngưỡng lại cái ngày kỷ niệm lần thứ 80 năm, ngày khai sáng tạo Phật Quốc Dân Chủ. Và cô bác chúng ta đi tìm kiếm tâm sự nhau, nhắc nhở, trợ duyên cho nhau trong tinh thần Phật Pháp. Và đây cũng là một lần nữa xin kính chúc cho đồng đạo cho bác chúng ta tâm tâm thường an lạc đạo quả chính viên thanh, giờ lúc nào cũng là một tín đồ ngoan đạo và giải thích quả căn kinh doanh chuyên nghiệp để luật pháp của đề tâm tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Nam mô Chân Như Phật. Mà lại chụp chụp rồi cái quay chụp ai chụp thì chụp nó quay đấy phải thêm nha mọi người. Chào kính thưa quý vị, vào hôm nay nhân vào cái ngày 17 tháng 5 năm Giáp Thìn cũng là ngày thiêng lễ kỷ niệm lần thứ 85 ngày khai sáng đạo chết đi dân tín đồ Phật giáo đạo ở các nơi chọn về đây nhằm tưởng nhớ những ngày kỷ niệm dành cho của Đức Phật giáo chủ đã để lại kho tàng pháp bảo của người tín đồ Phật giáo đạo tại danh địa chỉ, cho nên anh em trở về tại trại cơm thứ ba để dùng cơm trong giờ buổi tối, sau đó nhân viên gặp gỡ tất cả anh em đồng đạo xa gần cũng là làng gần, với những tính xa lúc xưa thì cũng được gặp với nhau và thể hiện trong tình thương yêu nhau như con một gia và dùng nhau tất cả được đồng đất, cho nên giờ đây phải còn có lưu lại một clip để làm kỷ niệm và nhân mùa đại lễ cũng như hai sáng đạo của Phật giáo chủ mình tới 85. Chúng tôi một lần nữa xin thành lòng cầu chúc cho cô bác chúng ta được hưởng đạo thiên nhiên trong tình thương đại đồng của Đức Phật, thân tâm thường an lạc, và lúc nào cũng làm chúng ta trong thời qua đức thầy nhà và cô bác chúng ta nhà chú giáo trong thành phần dân nhớ để mọi dân thầy nơi chúng ngày rồng cũng chia liền và cũng tâm những cái chấn động của tổ. Thì đối với Đức Phật giáo chủ thì cô bác chúng ta là những người tín đồ quan đạo, lúc nào cũng làm theo lời dặn đức thầy để ngài cử thành một cửa mình có chú trú thành trở về những sự thành cũ và hầu có đủ điều kiện để gặp mặt đức thầy ở đông la đại hội, và ngày đó là bước trong họ những mình không cảm thấy dễ đâu ta về cũng làm bình an. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị, cảm ơn chú Quẩy, cảm ơn quý đồng đạo ha.